Mến chào các anh chị em và các bạn ở trong gia đình VIP toàn cầu. Như thường lệ thì chúng ta có buổi Zoom để huấn luyện chuyên sâu về khoa học và công nghệ của sản phẩm vào thứ tư hàng tuần. Sự khác biệt được minh chứng của Nu Skin chính là khoa học công nghệ và chất lượng của sản phẩm các anh chị. Cái điều này đã chinh phục ngay cả các những chuyên gia, những người mà khó tính nhất. Sự khác biệt đó còn được thể hiện ở việc tạo ra hàng ngàn những câu chuyện chuyển đổi ngoạn mục của nhà phân phối khắp nơi trên thế giới thông qua cơ hội kiếm tiền từ cái việc mà trải nghiệm những cái sản phẩm chất lượng của cá nhân chúng ta. Hôm nay VIP rất là vinh dự được mời Kim Lít, khoa học gia Thùy Trinh, người luôn gọi được gọi bằng cái tên rất là thân mật là khoa học gia Thùy Trinh các anh chị. Chị xuất thân là một nhà nghiên cứu với hơn 16 năm kinh nghiệm ở trong cái công nghệ sinh học dược phẩm, làm việc cho ba cái công ty dược phẩm lớn ở trên thế giới. Và chị đã đóng góp rất là nhiều trong cái quá trình phát triển của một số loại thuốc ở trong cái việc mà sử dụng lâm sàng, cũng như là chị đã có một số ấn phẩm nghiên cứu về khoa học và bằng sáng chế. Khoa học gia Thùy Trinh là một hiện tượng các anh chị ạ, mà văn đối với cá nhân Văn thì thấy rằng là đa số các khoa học gia thì thường là không có giỏi lắm về cái việc mà làm kinh tế, nhất là để mà có cái tầm ảnh hưởng mà giúp đỡ được nhiều người thành công ở trong trong cuộc sống thì rất là ít. Chính vì vậy cho nên là đối với cộng đồng người Việt chúng ta thì khoa học gia Thùy Trinh đã trở thành một người không những là mà là có cái chuyên môn về khoa học rất chuyên sâu, rất là giỏi, mà chị còn là một người truyền cảm hứng, một người mà tạo điều kiện giúp đỡ cho rất là nhiều gia đình Việt khác có một cái cuộc sống chất lượng hơn. Ngày hôm nay Văn xin thay mặt VIP để giới thiệu khoa học gia Thùy Trinh chia sẻ với chúng ta một cái thiết bị, một cái sản phẩm rất là đặc biệt. Nó đã trở thành một trong những cái thiết bị chăm sóc da cá nhân mà được bán chạy nhất, được ưa chuộng nhất ở trên thị trường toàn cầu. Văn xin dành cái buổi diễn đàn ngày hôm nay cho khoa học gia Thùy Trinh. Xin mời khoa học Rồi, gia. một lần nữa thì rất là vui. Hôm nay thì rất là cảm ơn những lời giới thiệu của anh Văn dành cho em là một hiện tượng nghe nói ngại quá. Nó thật sự cũng chẳng có hiện tượng gì hết. Mà bởi vì mình hiểu rõ cuộc sống là số đông là chúng ta sẽ đi làm công ăn lương. Đúng không? Số đông là chúng ta sẽ tiếp tục với cái nghề chúng ta đang làm, và số đông chúng ta cảm thấy là khoa học gia, một người ở trong phòng thí nghiệm, vân vân, là chúng ta cảm thấy là hãnh diện và tự hào. Nhưng mà càng hãnh diện và càng tự hào thì càng chết, đúng không? Bởi vì cuối cùng thì chúng ta vẫn là tiếp tục đi xây dựng ước mơ cho người khác. Cho nên trong cuộc sống thì nó luôn luôn có 80-20, 80% là chúng ta sẽ chạy theo số đông và chúng ta cảm thấy là đi làm công ăn lương, làm thuê cho một ai đó là chuyện rất bình thường nha. Cho nên trong cuộc sống ngày hôm nay thì do em không phải là hiện tượng, mà em nghĩ là em rời khỏi số đông. Em nghĩ là số đông là cạnh tranh với những người làm công ăn lương thì chúng ta sẽ cạnh tranh rất là nhiều, và cạnh tranh kiểu đó nó không cho mình tiến, mà mình nghĩ là cần phải cạnh tranh với chính mình. Cho nên đó là lý do tại sao mà em bỏ cái nghề làm thuê và là đi xây dựng hệ thống. Cho nên cảm ơn những lời nói của anh, là nói là em là hiện tượng thì không phải là hiện tượng, mà là mình cố gắng rời khỏi cái số đông đó, mà 80% mình muốn mình lìa khỏi cái 80 để qua bên cái 20. Bởi vì trong cái cuộc sống, sự thịnh vượng nó nằm ở cái số 20 chứ không phải nằm ở số 80. Cho nên đôi lúc chúng ta phải làm những điều gì đó khác biệt. Mọi người sẽ nhìn vào những người mình cái tám số số 80% sẽ nhìn vào số 20% sẽ thấy mình là cái gì đó nó điên điên khùng khùng. Nhưng mà nhờ cái điên điên khùng khùng nó mới cho chúng ta được cái sự cuộc sống tự do và thời gian và tài chính. Nên là một số anh chị chưa biết thì mình cũng giới thiệu xíu về bản thân. Trên rời Việt Nam lúc mình 16 tuổi và tốt nghiệp ở ở ở ở Mỹ. Sau đó thì có 16 năm làm trong ba tập đoàn dược của hàng đầu thế giới. Hai công ty tập đoàn đầu tiên mình làm đó là hai công ty của Đức. Sau đó thì mình tiếp tục trở về trường để học, để nâng cao. Bởi mình nghĩ là nếu mà chậm chân ở chỗ đó thì lương mình nó cũng không cao, cho nên mình đi học trở lại. Rồi sau đó thì mình ra mình làm cho công ty Pfizer, là tập đoàn hàng đầu của thế giới. Và với 16 năm kinh nghiệm thì nó cho mình rất là nhiều giá trị. Và mình cảm thấy là mình rất là hài lòng, tự hào với những gì mình làm ở ở cái nghề là khoa học gia nghiên cứu và bào chế thuốc. Nhưng mà tới một cái thời điểm thì bắt đầu mình chợt nhận nhận ra là nó có cái gì đó nó không ổn. Khi mà thì Trinh ở tuổi 37 và mình bắt đầu mình đếm, mình nói 37, 47, 57, 67. Bắt đầu thì Trinh ngồi mình đếm, mình nói là ồ, lúc mà thời điểm mình 37 tuổi mình đếm, mình nói là mình còn 60, còn 30 năm nữa phải đi làm thuê. Thì lúc đó bắt đầu nổi da gà,
và mình biết được là những ai sinh ngành 900 sau 1968 thì là 67 tuổi mới về hưu, nhưng mà nghe nói đồn là sau này sẽ đổi thành 69 bởi vì tuổi thọ tăng, và nếu như vậy là tới 69 tuổi mới về hưu, thì nghe cái cảm giác đó thì rất là sợ, giống như anh Văn hồi nãy nói. Và bắt đầu mình không muốn giống tất cả mọi người khác là phải tiếp tục cái cuộc đời là sáng thức dậy rồi đi làm và tiếp tục như vậy thêm 30 năm nữa, mình cảm thấy là nó hơi có gì đó kỳ kỳ à, dĩ nhiên mình là và thì khi mà trong lòng mình có một cái gì đó nó suy nghĩ khác chút xíu thì thông thường thì là nó một cái dấu hiệu, một cái dấu hiệu cho một điều gì đó sắp sửa xảy ra. Thì mình có cơ duyên được người bạn giới thiệu cái cơ hội kinh doanh với Thùy Trinh lúc mình ở tuổi 40. Thì hôm nay cái chủ đề, và lúc đó thì thật sự giống như anh Văn nói thì em cũng chưa nghĩ tới vấn đề là kinh doanh, mình chả hiểu gì về kinh doanh cả. Và bạn mình có nói một câu thì Trinh cũng muốn chia sẻ, bởi vì hôm nay nó sẽ liên quan tới cái chủ đề mình sẽ nói về cái máy rửa mặt. Thời thì Trinh tham gia thì chưa có cái máy rửa mặt này, mà lúc đó là mình có cái máy Gava này, là cái máy mà làm năng cơ. Và bạn mình mới nói một câu là có cái máy này rất là hay, làm cho da mình đẹp lên. Và lúc đó mình cũng chả hiểu về hệ thống, và bạn thì Trinh cũng chả hiểu gì về hệ thống, và nói là ê Trinh, bạn rất là thân, nói là cái máy này á, nếu mình bán ra mình được tiền quay hồng. Thời điểm đó là có cái tiền thưởng, mỗi cái máy đó bán ra là mình được 50 đồng tiền thưởng, rồi sau đó thì mỗi 5% của cái máy nữa là hình như lúc đó thời điểm thì không nhớ, là tính ra khoảng 12 đồng rưỡi cho mỗi một cái máy nếu mình bán ra. Thì lúc đó em nói với anh Văn chút xíu, thì lúc đó thì Vinh được người bạn làm cho mình trên nửa cái mặt của cái máy. Thời đó chưa có cái máy này nha, anh chị nhớ nha, thời đó là có cái máy Gava thì thôi, mà mình được bạn mình làm cho mình demo nửa cái mặt. Và khi mà nửa cái mặt á thì nó sáng ra, nó ửng hiện, nó rất là đẹp luôn, những cái nếp nhăn nó biến mất. Và bắt đầu thì Trinh ngạc nhiên, mình nói ủa ở trong đây nó có cái gì mà tại sao 15 phút nó làm cho cái mặt mình ửng sáng và nó là thấy rõ cái sức sống. Bình thường mình đã đẹp rồi nhưng mà không ngờ là cái ngày đó là đẹp hơn nữa, thì mình rất là thắc mắc. Thì bạn mình nói là tao không biết nha, mày giỏi cho nên tao mới rủ mày cho mày coi thử. Đại khái thì Trinh xin phép dùng chữ mày tao bởi vì bạn rất là thân. Thì và còn nói với mình đó, ê mày, nếu mà như vậy thì mày đi chia sẻ, mày nói cái máy đi, mình bán cái máy này mỗi cái máy được 12 đồng rưỡi tiền vậy đó. Thì Vinh mất là bất cười, tại vì thực sự chưa có hiểu hệ thống. Nhưng mà mình đam mê là ở chỗ là tại sao trong 15 phút một cái máy Gava này, cái máy đăng cơ có thể làm được điều đó trên mặt của mình. Thì với cái bệnh nghề nghiệp về bệnh hiếu kỳ của thầy Vinh mà đi tìm hiểu. Và khi mình tìm hiểu mình nói ồ thì ra là nó có một cái công nghệ A-Shot, nó có thể làm được điều đó, thì hồi Vinh chia sẻ. Rồi từ đó là cái cơ duyên mình bắt đầu mới hiểu được bên trong của cái sản phẩm này lại là một cái nguồn thu nhập thụ động. Và lúc đó thì Trinh lại, lúc mà mình mới vừa tham gia, thực sự là đó, này mình gửi gắm cho một số anh chị mới á, có thể chúng ta chưa có hiểu kinh doanh này, chúng ta sẽ nghĩ nó là chỉ là dùng sản phẩm rồi đi bán sản phẩm. Và thì Trinh cũng giống như các anh chị, cái thời điểm đó mình cứ nghĩ là dùng sản phẩm, và mình nói là, và mình từ chối cái lời mời của bạn mình trước đó vài tháng nữa. Mình nói là một cái máy là bán ra được 12 đồng rưỡi, như vậy thì tao phải bán bao nhiêu cái máy mới bằng lương của một tháng. Thì bạn mình ngồi ngẫm nghĩ, bạn mình nói ờ ha, cũng đúng, nhưng mà tao cũng biết tại sao tao làm được. Mình nói mày có khùng không Thanh, nếu tính ra 12 đồng rưỡi thì tao phải bán bao nhiêu một cái máy mới có được thu nhập của một tháng, bởi vì mình không hiểu hệ thống. Nhưng mà rõ ràng hôm nay ngồi đây với các anh chị là sau 7 năm, sau 7 năm coi như là 8 năm, thì Trinh cũng thật sự nếu nói bán chưa bán tới 100 cái máy, đúng không? Nhưng mà trong hệ thống mình có thể nói là vô số cái máy đã được bán ra, nhưng mà không phải từ mình bản thân trực tiếp. Thì Trinh nếu nói thật với các anh chị, tới ngày hôm nay mình chưa bán được tới 100 cái máy. Thì bắt đầu mình mới hiểu được là không phải mình bán mà là cái hệ thống nó dùng và nó tự động nó lan tỏa, và sẽ có rất nhiều máy bán ở trong hệ thống của mình. Tới ngày hôm nay ở nhiều quốc gia hay mấy quốc gia mình chả biết người đó mua là ai, và mình ngồi để mình có cái nguồn thu nhập. Thì đó là cái cơ duyên thì Trinh biết tới, thì để mình chia sẻ cái điều đó cho một số các anh chị nào hôm nay nghe cái buổi hôm nay. Thứ nhất là cái buổi về sản phẩm, nhưng mà thật sự sản phẩm nó chỉ là một cái mình dùng cái gì sản phẩm nó chỉ là một cái sản phẩm, nó không có gì khác hết. Dĩ nhiên nó có chút xíu độc quyền ở trong đó, nhưng mà cái tôi muốn cho các anh chị, nếu các anh chị nào đang xem, mà nếu các anh chị là nhà phân phối mà đi để mà tìm hiểu về cơ hội kinh doanh, thì chúng ta thật sự là chỉ đó là một cái máy rửa mặt thôi, đơn giản không cần phải phức tạp. Còn nếu các anh chị nào là những nhà khách dùng hàng cái máy Lumi Spa, thì Trinh sẽ chia sẻ chút xíu tại sao các anh chị may mắn là các anh chị đang có cái máy rửa mặt độc quyền nhất ở trên thế giới, và hiện giờ không ai có. Thì đó là câu chuyện của Thùy Trinh muốn kể chút xíu về bản thân của mình.
Vậy thì hôm nay chúng sẽ chia sẻ về cái không phải là cái máy cà phan này, cái máy nâng cơ, mà mình sẽ nói về cái máy ASLOC Lumi Sport. Okay. Age là tuổi, lock là khóa nha. Cho nên chị sẽ nói chút xíu về cái công nghệ, bởi vì đôi lúc chúng ta cầm trên cái tay mình một cái sản phẩm rất là tuyệt vời mà chúng ta hoàn toàn không biết, một cái vũ gối mà chúng ta hoàn toàn không biết. Cho nên nó độc quyền ở chỗ nào? Ủa ra cái cọng dây dài của chị ơi. Nó độc quyền ở chỗ nào? Thì nó là age là tuổi, lock là khóa, khóa lại tuổi tác, có nghĩa là làm chậm lại tiến trình lão hóa, kéo dài tuổi thanh xuân để mang lại cái suối nguồn tươi trẻ cho con người. Và sản phẩm nó trở thành một cái sản phẩm độc quyền hiện tại. Thời điểm thì Trinh đang nói chuyện với các anh chị thì chưa có đối thủ cạnh tranh. Tương lai thế nào mình không biết, nhưng mà hiện tại chưa có ai hơn Nu Skin về tất cả những dòng sản phẩm mà thời gian đó có gì có công nghệ rất thì thực sự chưa có ai qua khỏi được Nu Skin về vấn đề này. Thì đó là một điều mình rất là tự hào, nếu các anh chị là những người khách hàng, là các anh chị tự hào là các anh chị sử dụng được, người bạn chia sẻ các anh chị sử dụng được một cái sản phẩm rất là tuyệt vời nha, là một cái công nghệ độc quyền có 102 trên còn toàn cầu. Là thế nào, là các anh chị cũng đã nghe là sản phẩm nó tất cả những gì mà A-slot cho trận uống bên trong vẫn bên ngoài đều có sự độc quyền hết, để làm sao cho các anh chị thấy giống như trên nói là trong vòng 5-7 phút có thấy được cái sự trẻ hóa của con người, và các anh chị thử dùng càng lâu thì chúng ta sẽ gọi là lão hóa ngược. Có nghĩa là nếu các chị nhớ thì Trinh nói thì có thể các chị không tin, nhưng mà làm sao để các chị tin thì Trinh chỉ có cách dùng thử thôi, đúng không? Chỉ có cách dùng rồi để thời gian nó trả lời, chỉ vậy thôi. Thì các chị còn nếu không thì các chị sẽ không giờ mình ủa sao tin được, thì giờ phải thử mới biết nhà hàng đó có ngon hay không, phải vô thử mới biết nhà hàng đó ngon hay không, đúng không? Thì đó là cái thì Trinh muốn chia sẻ. Vậy thì A-slot nó độc quyền nó khác nhau chỗ nào, thì Trinh chỉ không nói chuyên sâu mà Trinh chỉ cho các chị là một cái cọng dây dài. Ở đây là cái cọng dây dây dài, cái này nó hơi dài chút xíu, mình ví dụ biết cái đầu dài kiểu gì mà thôi, nó dài dữ vậy không biết nữa. Các chị thấy hai cái đầu này không, đúng không? Hai cái đầu này á, nó mới cái đầu dài của anh chị á, nó xỏ vô là nhờ hai cái cọng này, nó không có tưa, anh chị thấy không, là dàn ni lông quấn lại á. Thì ở trong người chúng ta cũng vậy, ở trong người chúng ta sẽ có 23 cái cặp này, mỗi cái dài 2 mét ở trong cơ thể mình. Một phần nữa là chúng ta có được hưởng từ cha, và gọi là DNA nhiễm sắc thể, chúng ta có 23 cái từ mẹ, 23 cái từ cha, cho mình thành 46 cái hay là 23 cặp nam và nữ khác nhau ở cái cặp số 23 XX và XY để phân biệt giữa nam và nữ. Còn ví dụ như các anh chị bị đau, bị bệnh đau, bệnh tự kỷ, là các anh chị sẽ bị hư ở số 19 hay số 21, nó đưa qua vấn đề đó. Hoặc là nếu các anh chị bị ung thư vú là các anh chị sẽ bị ở số 4, số 9, số 7, số 13 gì đó, mình bốn trong cái đó nó sẽ bị hư, cho nên đưa vấn đề chúng ta bị ung thư vú, ví dụ như vậy. Thì đó là chỉ muốn nói sơ chút xíu để các chị không có lo nhiều, nhưng mà đó là một cái cho các anh chị hiểu. Thì ở trong cái nhiễm sắc thể của các anh chị á, cái DNA mà chúng ta hưởng từ cha từ mẹ á, chúng ta cũng có hai cái đầu giống y chang giống như nè nha. Chúng ta sẽ có những cái đầu này, và cái đầu này nó sẽ mòn dần theo tuổi tác, càng lớn tuổi thì cái đầu này nó sẽ mòn dần, bởi vì cái quá trình ở trong cơ thể mình á là có một cái quá trình nó gọi là quá trình phân bào, và nó xảy ra từng giờ từng phút từng giây để nó nuôi dưỡng tế bào của chúng ta. Giống như thì Trinh đang nói là chu kỳ mỗi một tế bào là nó khoảng 120 ngày nha, tức là một cái tế bào nó xảy ra là khoảng chu kỳ trung bình của một tế bào là 120 ngày. Sau 120 ngày đi á thì nó sẽ chết và cái tế bào khác nó sẽ phát triển. Còn thí dụ như sau 120 ngày mà nó không chết thì đó là đưa rồi rối loạn, thì đưa tới vấn đề là chúng ta bị ung thư. Thì cái quá trình phân bào thì Trinh chỉ dưỡng tả cho các anh chị thôi, là cái cọng dây này nè, nó sẽ phải được mở ra, nhớ nha, nó được mở ra. Và khi thì mở ra thì cái này có nhiều cọng, nó sẽ xảy ra. Thì tôi nói đơn sơ các anh chị hiểu. Và khi các anh chị mở ra giống như vậy hàng ngày, là nếu cái phân bào nó xảy ra liên tục, nhưng mà ảnh hưởng bởi môi trường, chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, tất cả mọi thứ dinh dưỡng không có, thì khi các anh chị tách ra nhập lại, nó có khả năng nó sẽ bị lỗi, nó bị so le. Khi nó nhập lại nó sẽ bị so le. Hai nữa là cái đầu này nó sẽ mòn càng nhỏ, cái lúc mà chúng ta còn trẻ đó thì cái đầu này nó sẽ rất là dài, nhưng mà cái chị càng lớn tuổi thì cái đầu này nó mòn dần mòn dần mòn dần, và khi nó mất đi cái chỗ này thì nó sẽ bị tưa. Và tưa đó là vấn đề là may mắn thì chúng ta chỉ lão hóa thôi, đúng không? Da nhăn, tóc bạc, bị đồi mồi ABCD thôi. Nhưng mà nếu mà xui xẻo chút xíu á, ngoài việc nó tưa nó rớt ra thì chúng ta ung thư hay là nặng lắm. Còn nếu không thì chúng ta bị mờ mắt, bị loãng xương, thấp khớp, nói chung bị đủ trò hết là ở chỗ này nha. Cho nên thì các chị đã chỉ nói nha,
Cho nên các chị thấy đôi dài của mình không? Đôi dài của mình có cộng dây không? Đồng ý tới chỗ này chưa? Và thì Trinh hỏi các anh chị nè, thường thường may mắn ở trong đôi dài của mình á, nếu cộng dây này nó hư thì sao? Thì chúng ta có thể mua cộng dây khác để mà thế vô đôi dài của mình, đúng không? Mà nhiều khi á, ở trong đôi dài của mình á, đôi dài nó hư trước cộng dây, đúng không? Nhiều khi đôi dài mình vứt bỏ trước khi cộng dây nó bị hư nữa, thì anh mang đôi dài nhiều khi vứt bỏ đôi dài trước khi cộng dây nó không có hư nha. Nhưng mà thì chỉ có một đôi dài là đôi dài còn rất là tốt, nhưng biết sao cộng dây nó bị mòn. Thì cái đó nó nói thì con người chúng ta thế nào? Là con người của chúng ta sẽ bị mòn dần ở những cái cộng dây này. Và chúng ta không phải là cộng dây dài, chúng ta không phải là đôi dài. Đôi dài hư chúng ta có thể vứt bỏ mua đôi dài khác. Nhưng mà con người chúng ta khi mà nó cộng dây này nó bị hư là chúng ta sẽ vứt bỏ, và chúng ta sẽ vứt bỏ xuống cái hố bằng 6 miếng ván, đúng không? Tức là cái hòm nó 6 miếng, thọ chung mình đó, mình lọt đó, nó khác nha. Cho nên bảo vệ sức khỏe là chúng ta bảo vệ hai cộng dây này nó không có bị tà, nó giảm chậm cái độ tà. Đó chính là công nghệ A-slot thôi. Thì chỉ đơn giản cho các chị công nghệ A-slot là gì. Tức là những cái sản phẩm nuôi skin hiểu rõ cái nguyên nhân của con người làm sao đưa đến sự lão hóa, bệnh tật, già nua, xấu đi, da bị nhăn, bụng bị trùng, nọng có cổ, nọng ở bụng, ở nọng ở khắp nơi, đúng không? Cho nên họ bắt đầu mới nghĩ ra là tất cả mọi thứ nó nguyên nhân từ ở trong cái chỗ này. Vậy thì chúng tôi sẽ làm cách như thế nào là bảo vệ cho các anh chị, làm sao cho cái đầu này nó chậm mòn nha, bảo vệ cho nó khi tách ra nhập lại nó không có bị tưa, không bị so le, để giúp cho cái quá trình của chúng ta có thể sống được khỏe hơn, trẻ hơn và đẹp hơn. Đó là lý do tại sao một số các anh chị dùng sản phẩm Nu Skin thì chính là đang mặt mộc nha các anh chị nha, không có dùng gì hết, không có dùng mỹ phẩm. Cho nên thì đó là lý do tại sao các anh chị sau một thời gian các chị nhìn những người dùng sản phẩm Nu Skin là các anh chị thấy họ cải thiện sức khỏe ở nhiều khía cạnh khác nhau, dinh dưỡng bên trong thấy họ có sức sống hơn, khỏe mạnh hơn, và các anh chị thấy tất cả những dòng dinh dưỡng họ dùng cho da mặt của họ thẳng hơn, đẹp hơn, tất cả mọi thứ, thì nó nguyên nhân nằm ở chỗ cái sự độc quyền của công nghệ A-slot. Trên một lần nữa thì Trinh nói là nếu các anh chị đang sở hữu những cái gì liên quan tới của A-slot tập đoàn Nu Skin thì thật sự thì Trinh nói là chúng ta rất là may mắn là chúng ta có thể sử dụng được những cái sản phẩm tuyệt vời đó từ ở Nu Skin, và mình luôn luôn mang ơn những cái điều đó. Và đó là lý do tại sao mà 7 năm về trước thì Trinh thấy được cái máy đó nó thay đổi cái mặt của mình, làm cho mình phải suy nghĩ và phải nghiên cứu kỹ, và mình quyết định chọn đồng hành cùng với Nu Skin ở thời điểm đó là cũng chưa có hiểu gì hệ thống mà nghĩ là những gì mình biết mình đi chia sẻ. Nhưng mà rồi thì chia sẻ từ một người ra hai người, ra ba người, ra bốn người, rồi từ từ nó lên thành cả một cái hệ thống. Và để rồi sao? Có được cái sự tự do, năm nay 47 tuổi mình không còn đi làm nữa. Cho nên sao? Có nghĩa là thay vì còn phải làm tới 67 là tuổi, nhưng mà thầy Trinh đã cắt gọn thời gian đó trong 7 năm để mình làm cái công việc này, để thầy Trinh còn được 20 năm để đi chơi. Đó là sự khác biệt thôi. Vậy thì các anh chị thấy được điều đó, cho một số các anh chị đang chọn Nu Skin là một phương tiện, thì các anh chị sẽ có một cái phương tiện tuyệt vời nhất để chúng ta có thể làm nó trong một thời gian rất ngắn, để chúng ta còn nhiều thời gian khác để có cuộc sống tốt hơn. Thì đó là mình muốn nói sơ sơ về vấn đề công nghệ A-slot là như vậy để cho các anh chị hiểu. Vậy thì hôm nay thì mình sẽ nói về cái A-slot Lumi Spa. Khi các anh chị hiểu chữ A-slot rồi thì các anh chị hiểu đó là lý do tại sao khi các anh chị sử dụng cái máy này các anh chị thấy rõ liền cái sự khác biệt. Và thì mình nói thật lòng với các anh chị, các anh chị có rồi các anh chị sẽ mê. Và thử cái một ngày hay là hai ngày không có nó đi rồi các anh chị sẽ thôi cái da các anh chị nó dơ cỡ nào. Đó là điều tuyệt vời nhất mà cái máy này nó mang lại cho chúng ta. Vậy thì cái A-slot là các anh chị đã hiểu rồi ha. Cái kế tiếp là Lumi Spa. Lumi nó tượng trưng cho cái chữ luminous, hay là sáng ngời ngợi hay là sáng chói. Còn cái spa là các chị biết rồi, tức là cái gì làm cho đẹp. Là một cái máy đó để mang lại sự trẻ đẹp và sáng ngời và sáng chói, cho nên có cái tên là A-slot Lumi Spa để các anh chị hiểu nha. Rồi thì mình sẽ nói tới là tại sao nó quan trọng, thì cái quan trọng nhất nó nằm ở chỗ cái A-slot. Cho nên ở ngoài thị trường các chị thấy có rất nhiều máy rửa mặt, nhưng mà cái máy rửa mặt này chiếm thị phần cao nhất bởi cái sự độc quyền, và lại có rất nhiều giải thưởng ở trong đó. Nó đơn giản ở chỗ là nó rất đơn giản để sử dụng, và hai nữa là cái hiệu quả của nó mang lại cho tất cả mọi người. Cái thứ ba là nằm ở cái công nghệ độc quyền mà không ai có nha. Bây giờ chúng ta sẽ nói về một chút xíu về cái rửa mặt, bởi vì đôi lúc chúng ta sẽ nghĩ là ôi mắc mớ gì rửa mặt phải dùng tới cái máy rửa mặt,
đúng không? Thì Vinh sẽ nói là trong cuộc sống có những lúc mà chúng ta cần phải thích nghi để tồn tại. Ngày xưa chúng ta, nếu mà nói về vấn đề này thì chúng ta sẽ nghĩ tới vấn đề ngày xưa chúng ta nấu cơm, đúng không? Thì Vinh không biết các chị, nếu các chị nào ở tuổi của mình đó, thì thời sau 75 vô rất là khổ. Nếu các chị nào chưa đi vượt biên mà các chị còn ở Việt Nam thì rất là khổ. Và chúng ta sẽ nấu cơm bằng củi, dăm, bào dừa, vân vân, đúng không? Và chúng ta nấu nồi cơm, và nấu xong nồi cơm rồi nhiều khi nồi cơm nó bị khét, rồi sau đó phải đi quẹt lọ nghẹ cái lò, phải chùi cái nồi rất là kỹ mới nấu được buổi chiều, vân vân. Nhưng mà sau rồi, sau một thời gian thì chúng ta không còn lò, bây giờ chúng ta dùng gì? Chúng ta dùng nồi cơm điện. Cho nên chúng ta thấy được cái sự thích nghi để tồn tại làm sao, tức là tất cả mọi thứ nó trở về cái xu hướng thông minh hơn nhiều, đúng không? Cho nên từ cái nấu cơm, nấu nồi cơm điện, bây giờ nấu cơm bằng cái nồi than, chúng ta trở thành nấu nồi cơm điện nha. Rồi hồi xưa chúng ta giặt quần áo là chúng ta giặt tay, bây giờ thì chúng ta bắt đầu ngờ nghĩ đâu có gì sai giặt tay đâu, đúng không? Nhưng mà giờ chúng ta giặt quần áo bằng gì? Giặt bằng máy, đúng không? Bây giờ trên hỏi các chị là chúng ta có muốn quay ngược về để giặt quần áo bằng tay hay không? Không, chúng ta giặt bằng máy. Thì các chị thấy là tất cả mọi thứ đó đi về cái xu hướng là con người ta phải tiến hóa và chúng ta thông minh hơn nhiều, để chúng ta dùng cái gì đó mà nó mất, không có mất sức lao động của mình nha. Hay dù chúng ta đi gánh nước thì giờ có được nguồn nước đi sẵn vô nhà của mình, thay vì chúng ta phải đi gánh nước, chúng ta tưới cái vườn cỏ của mình, bây giờ thì chúng ta có thể cài cái ống nước ở dưới cỏ của mình, sau đó sử dụng cái app thôi, đúng không? Chúng ta có thể sử dụng cái app là chúng ta có thể tưới được cái cỏ của mình và tắt. Hay là giờ đi đâu không sợ ăn trộm, bởi vì chúng ta có cái video cho chiếu, ta thấy được cái nhà của mình. Đó là cái sự thông minh của tất cả mọi thứ, nó thuộc về thích nghi. Cho nên tới vấn đề về trong cơ thể sức khỏe cũng vậy thôi. Thì ngày xưa chúng ta nghĩ là rửa mặt bằng tay là đó, là chúng ta chấp nhận là ô rửa mặt bằng tay thì nó sạch rồi. Nhưng mà thực sự thì Trinh Lan chứng minh cho các anh chị thấy tất cả mọi thứ đi về chiều hướng thông minh. Cho bây giờ rửa mặt bằng tay nó không có sạch, nhưng mà rửa mặt bằng cái máy nó mới chính là rửa mặt sạch. Nên bây giờ thì Trinh chỉ hỏi bây giờ bỏ cái này rồi y chang thôi, các anh chị dám bỏ cái máy giặt ở trong nhà mình hay không, hay là bỏ cái nồi cơm điện để trở ngược về quá khứ không? Chúng ta không. Thì đó là cái Trinh muốn cho các anh chị thấy, thì người tiêu dùng của chúng ta vậy. Cho nên cái sản phẩm mà tuyệt vời nhất ở thời điểm này các anh chị, đó là cái máy Lumispa. Một cái sản phẩm mà Trinh thấy là suốt trong người mỗi ngày đều chúng ta đều dùng, chính là rửa mặt. Là cho nên thì Trinh nói là cái máy rửa mặt nó quan trọng. Cho nên các anh chị nào có thì các anh chị chăm chỉ rửa mặt bằng cái máy này thì các anh chị sẽ thấy sự khác biệt. Thì Trinh sẽ không đi sâu vào trong đó, bởi vì các anh chị đã hiểu nguyên lý rồi, rửa mặt là rửa mặt. Nên thì Trinh sẽ không nói thành phần gì, bởi vì rửa mặt nó chứng minh được cái sự khác biệt. Nhưng mà thì Trinh muốn cho các anh chị thấy về cái tầm quan trọng của cái máy rửa mặt nó như thế nào, để cho cái sức khỏe của mình, cho cái sắc đẹp của mình, và đặc biệt là cho cái điều kiện về cái tài chính mà chúng ta có xây dựng cái hệ thống và cái máy rửa mặt này. Nhà thì đơn giản thì Trinh chỉ nói những cái điều đó là thứ nhất là công nghệ A-Swap, thứ hai là cái máy rửa mặt nó thông minh hơn, và thứ ba nữa là ở trong cái máy rửa mặt, ở cái điều tuyệt vời nhất là những giải thưởng nó có, và cái điều hay của nó là nó dùng bằng cái silicon nha, cho nên nó không làm cho mình bị hư da giống như những cái loại rửa mặt khác ở trên thị trường, nó bằng những cái ở bằng chải. Nhưng mà Nutrien rất là thông minh, dùng những công nghệ độc quyền, là những cái này nó có cái công nghệ đảo chiều nha, đảo chiều và silicon, cho nên làm cho nên xoay chiều sau đó đảo chiều, những cái điều đó và làm cho da mình không có bị hư hại. Cho nên một cái thiết bị, và chúng ta thường nghe đó là một thiết bị hai tác động mà bảy cái lợi ích mà cái máy này nó mang lại cho mình. Thứ nhất là làm sạch da, thứ hai nữa là thu nhỏ những cái lỗ chân lông, thứ ba nữa làm cho da của mình mịn và cái luminous, tại nó là cho da mình gọi là sáng ngời ngợi, hay trên gọi là chói lọi, là bởi vì cái máy Lumispa nó mang lại cho mình. Sau đó nó còn có một cái sự là tái tạo được cho cái làn da của mình, làm cho cái da của mình thêm cái sức sống nha, thêm cái sức sống, thêm cái sự đàn hồi đó, và tăng cái mật độ, tức là nó làm cho chúng ta cái thể tích của da tới là đung đủ đầy ha. Thì đó là chính là cái tầm quan trọng của cái máy Lumispa nó mang lại cho mình. Thì điều đó thì muốn nói lên điều gì, là chúng ta nếu chúng ta biết thì chúng ta sẽ sử dụng nó nha. Thì ở trong đây thì một số các chị biết rồi, thì có nhiều cái loại da khác nhau, thì các anh chị có thể liên lạc với cái người bảo trợ, các anh chị hướng dẫn các anh chị, thì nó có nhiều loại da các anh chị có thể sử dụng, da dầu, da khô, da nhạy cảm vân vân, da mụn nữa. Nhưng mà thầy Trinh cũng khuyên các anh chị nên sử dụng hết tất cả loại da đi, nó có gì sai với cái mình hết. Thì Trinh sử dụng da bình thường và da hỗn hợp, và mình cũng sử dụng cái loại gel da mụn luôn, nó có hư da các anh chị đâu, an tâm nha. Rồi xong các anh chị lấy cái da dầu các anh chị sử dụng thì rất là tốt. Mỗi cái nó đều có, các chị nếu chị nào chưa, đôi lúc các chị ngại, các chị ô da mình là da bình thường, các chị sử dụng thôi. Nhưng mà đôi lúc các chị có thể đổi, khi hết các chị sử dụng qua những cái loại da khác, các chị thấy
cực kỳ mỗi cái, và đôi lúc nó sẽ hợp với mình và các chị thấy rõ. Cho nên khi các chị mua thì tùy theo da đầu tiên, nhưng mà sau đó các chị nên mua cái gel của những cái loại da khác để các chị sử dụng nha. Dĩ nhiên trường hợp của mụn á thì các chị sẽ có một cái đầu mềm hơn chút xíu cho cái mụn nha, thì các chị. Và cái này sẽ một điều quan trọng nữa, tất cả những cái loại máy khác ở trên thị trường á là nó chỉ là rửa mặt thôi, nhưng mà cái máy của Nu Skin á thì thường thì Trinh là người không bao giờ nói điều này, nhưng mà nói là ở trong cái máy rửa mặt của Nu Skin là có treatment, là có trị liệu trong đó. Giống như hồi nãy đó là sản phẩm dinh dưỡng của Nu Skin là để hỗ trợ, không có chữa bất cứ bệnh nào hết, để hỗ trợ sức khỏe của mình. Và nhưng ở trong cái điều kiện của, nhưng mà bên ngoài sản phẩm của Nu Skin á thì có cái Elox Lumi Spa, là nó không phải chỉ là cái dụng cụ để rửa mặt, nhưng mà nó còn là một cái treatment device, tức là một cái sản phẩm để trị liệu nè, để giúp cho một số các anh chị nếu da bị mụn là các anh chị có thể chữa được những cái mụn ở trên mặt của mình. Da các anh chị nhăn và chảy xệ, cái này lâu dài nó cũng sẽ làm cho các anh chị giảm đi cái sự nhăn đó và làm tăng cái lực đàn hồi và tái tạo cái làn da của mình. Nếu da các anh chị bị nám nha các anh chị, dĩ nhiên mình phải nói là phối hợp nhiều thứ, chứ phải là ôi tôi da tôi nám không tôi sử dụng này riết nó sẽ hết, nó không phải như vậy. Nhưng mà là nếu các anh chị là bị do nám, do ngoại tác mà nó lẹ nhẹ đó, thì cái này khả năng nó sẽ làm mờ những cái vết nám đó cho các anh chị luôn. Còn lâu dài các chị nếu mà nám từ bên trong thì các anh chị sử dụng nhiều thứ, nhưng mà phối hợp với cái này là những cái vết nám của các anh chị nó cũng sẽ mờ dần luôn. Đặc biệt là nếu các chị có những cái lỗ chân lông mà rất to, dùng thử rồi sẽ biết lỗ chân lông sẽ được xe nhỏ lại và khích lại. Và nếu các anh chị có những cái mụn cám, các anh chị dùng thử các anh chị biết là mụn cám nó cũng sẽ biến mất. Tại sao? Đơn giản thôi, rửa mặt sạch sâu thì nó đã... tại mình không làm được điều đó. Các anh chị tưởng tượng đi, lấy quần jean mà các anh chị đi giặt tay, các chị nghĩ sạch bằng vỏ vô máy không? Không. Cho nên là tại sao nó khác biệt thì mình cứ hiểu đơn giản, chứ muốn các chị chúng ta không cần phải quá phức tạp là ở trong đây thành phần gì, nó có cái gì ABCD, chúng ta không cần. Nó rửa mặt là nó rửa mặt, cái máy giặt quần áo là nó giặt quần áo. Chúng ta cần phải biết là thiết kế trong máy giặt máy nó có cái gì hay không, đúng chúng ta không cần. Đôi lúc chúng ta tự nhiên trở thành phức tạp quá về vấn đề đó. Cho nên hoặc giặt quần jean không thể nào giặt tay mà nó sạch nổi được, cái chị lết ở ngoài bao nhiêu ngày, nhưng mà cái chị quăng vô cái máy thì nó sạch, bởi vì nó làm sạch sâu. Thì y chang ở trong cái máy này, khi mà chúng ta rửa mặt bằng tay nó chỉ ở cái lớp ngoài thôi, và bao nhiêu bồ hôi, bao nhiêu cái bụi bặm mà các chị phải gặp phải hàng ngày, đặc biệt là nếu các chị ở những cái môi trường giống như tại Việt Nam thì nó khủng khiếp đến cỡ nào nha. Thì các chị thấy rõ, các chị rửa mặt là tuyệt vời nhất, và đặc biệt cho một số phụ nữ mà các chị có mang make up và mỹ phẩm nữa. Đó là lý do tại sao các chị thấy những người mang mỹ phẩm và make up á, thời gian sau họ già rồi họ rất là xấu. Là tại sao? Là bởi vì họ không thể nào lấy hết tất cả những cái gì ở trong cái mỹ phẩm ra khỏi cái mặt của họ khi mà họ dùng make up remover, để mà tiếng Việt là gì? Tức là dùng cái gì để mà lấy cái mỹ phẩm ra đó, không sạch được. Nhưng mà chính cái này là cái sạch sau, chẳng lẽ chúng ta đưa nguyên cái mặt của mình vô cái máy giặt, đúng không? Chẳng lẽ bây giờ về nó tắm, giờ chỉ nguyên máy giặt, giặt quần áo, bây giờ chui nguyên cái người của mình vô đó, hỏi làm gì vậy? Ôi tôi đang giặt cái bộ đồ tôi, hay là tôi giặt cái quần áo, hay giặt nguyên cái mặt mình trong đó, đúng không? Nó đơn giản, chúng ta chỉ hiểu thôi, đúng không? Thì chúng ta dùng cái này để chúng ta rửa mặt. Cho nên thì Trinh một lần nữa, các anh chị nào có cái sản phẩm này trong người các anh chị, thì Trinh chỉ nói các anh chị là chúng ta quá may mắn để chúng ta có cái sản phẩm này để sử dụng nha. Rồi thì Trinh sẽ nói thêm một cái điều cái tiếp sơ nữa này thôi. Người người già nhà đều có thể sử dụng được cái máy này, người lớn luôn, cả phụ nữ mang thai cũng sử dụng được cái máy này, không có liên quan gì tới cái thai của mình hết, các anh chị sử dụng được cái máy này. Trẻ có nhiều người nói thì Trinh thấy 10 tuổi đã giữ cháu, thì Trinh 10 tuổi mặt nó mụn không, nó sử dụng này và sử dụng rồi là thích. Cho nên chúng ta vẫn thì cũng như còn dĩ nhiên 5-7 tuổi chúng ta không có nên dùng, bởi da còn non quá. Nhưng mà da có dơ không, cũng có dơ thôi, nhưng mà cũng không nên, mình không nên khuyên. Nhưng mà cháu thì Trinh 10 tuổi vậy thì hết rồi, 10 tuổi rất mụn, mình vẫn cho cháu mình sử dụng cái máy này, thì mình loại cái mềm hơn á để mình sử dụng nha. Cho nên các chị an tâm để sử dụng cái sản phẩm này. Nhưng mà thì Trinh muốn nhắn lại các anh chị là ở trong đây nó không phải chỉ rửa mặt. Thì Trinh nhấn mạnh điều là trong đây nó có cái sự là treatment, tức là trị liệu ở trong cái máy này. Cho nên một cái thiết bị hai, đúng không, trong 2 phút. Cho nên hai là chúng ta gọi là một cái thiết bị trong 2 phút để mang lại 7 lợi ích. Hoặc là một cái thiết bị có 2 cái tác động là làm sạch và trị liệu. Nhớ nha, nó vừa làm sạch và trị liệu.
Cho nên những cái điều mà các anh chị đang có thì cái này là cái giải pháp để giúp cho các anh chị tuyệt vời nhất. Ngoài ra các anh chị có thể thế cái đầu khác để có thể cái chỗ bọng mắt nó hết. Và đôi lúc các anh chị bị sụp riết á, các anh chị rửa và các anh chị nâng riết thì cái này nó cũng sẽ đưa lên. Đơn giản. Và chúng ta không dùng lực thì chính chỉ muốn các anh chị là khi các anh chị rửa cái này giống như là các anh chị để lên và để cho máy tự chạy, chúng ta không dùng lực. Bởi vì trên da của mình thì rất là phần, cái phần này là cái phần nhạy cảm nhất. Cho nên chúng ta không có dùng sức, dùng lực gì cho cái này của mặt hết. Cứ để cho tự động cái máy 2 phút, đúng không? Và chúng ta khi nó ngưng rồi chúng ta cứ xay tiếp thôi. Xay. Và cái thì trên sẽ hướng dẫn một điều cho một số các anh chị nữa. Là mình thấy một số các anh chị sử dụng cái máy này rất là sai nha. Cho nên luôn luôn cái da của mình á, là khi chúng ta làm bất cứ điều gì á, là lực là gravity nó sẽ đưa xuống. Cho nên các anh chị luôn luôn là đi ra và đi lên. Đó là cái then chốt mà chúng ta sẽ dùng cho dưỡng da bất cứ điều gì, đi ra và đi lên. Và khi mà chúng ta đẩy cái này như vậy, thì đây là cái cách mà mình sử dụng, là hình như để cho máy nó chạy và mình đẩy kiểu này đi ra. Và nếu các chị làm riết chỗ này, các chị sẽ có V-line nha. Nói ha, các chị sẽ không còn bị nọng nữa, các chị sẽ có V-line. Cho cái để các chị xây, các chị để cho chạy. Nhớ ha, và mình đi ra. À, và y chang trở lại thì chúng muốn làm điều này, chỗ này đi ra ha. Và chỗ này đến lúc chúng ta xoáy chút xíu, bởi vì chỗ này là dầu nhiều và nó dơ thì chúng ta sẽ làm điều này. Và nhớ là đi ra. Hình dung ha. Đi ra ha. Cho thầy Trinh chỉ hướng dẫn các chị đơn giản, các chị biết thôi. Và chúng ta đi ra. Chúng ta đừng có làm quá nhiều gần ở chỗ này. Không có nhất thiết. Cái chỗ này thì các chị có thể hỏi người hướng dẫn các chị á, là có một cái đầu khác để chúng ta có thể làm cho cái vọng mắt nó hết. Chỗ này rửa mặt thì chỉ tới chỗ này được rồi. Nha, đi ra. Còn khi các chị rửa ở chỗ này nè, thì Trinh luôn luôn làm điều nào phải không? Mình rửa, mình nhắn chỗ này và mình lên hất nó lên. Trinh hất lên, mình rửa. Thì đây cũng là hình thức mà các chị giúp cho cái này gì? Lâu lâu da của mình lớn á, gọi là sau này da thế nào? Sụp xuống, đúng không? Nó sụp. Và chúng ta làm riết chỗ này nè. Một mí thành mí rưỡi được thành 2 mí. Đó. Ok, nhưng mà dĩ nhiên không phải là làm có một ngày là đòi có cái đó được nha. Là mơ đi cưng. Ok, cái gì cũng vậy, đúng không? Ta phải sử dụng lâu dài, đúng không? Và chúng ta sẽ làm điều này. Và chúng ta sẽ làm điều này nha, và chúng ta đưa lên. Hoặc là các chị bị ngang chỗ này nhiều nè, do suy nghĩ, đúng không? Cơm áo gạo tiền nhiều quá, cứ suy nghĩ hoài, đúng không? Nha, chúng ta đưa lên như vậy thôi, đơn giản nha. Thì đó là cái các chị sử dụng giờ cái máy này. Để còn gì, nếu các chị còn cái gì muốn hỏi nữa thì các chị có thể nhắn chat trong đó, thì Trinh sẽ trả lời cho các anh chị. Ok, cho nên điều thứ nhất thì chúng nói là tại sao nó trở thành một cái sản phẩm tuyệt vời nhất mà được chiếm thì cái thị phần rất là cao ở trên thế giới bởi cái máy này. Đơn giản, bởi vì cái máy này quá đơn giản, và lại thứ hai nữa là độc quyền. Trong khi tất cả những cái máy khác ở trên thị trường nó dùng cái cọ, dĩ nhiên sau này họ đổi qua silicon nữa, nhưng mà không cái máy nào qua khỏi anh chàng này. Không phải bởi vì thì Trinh chia sẻ mình nhà phân phối của Nuskin mình nói điều này, không phải, dù mình không phải là nhà phân phối, bởi vì đối với bản thân thì Trinh là mình luôn luôn đi review những cái sản phẩm và mình có một cái tính rất là trung lập về vấn đề sản phẩm nào tốt thì mình nói tốt. Cho mình chỉ nói là cái sự vi diệu và tuyệt vời của cái máy này khi chúng ta may mắn sở hữu được nó nha. Cái điều thứ nhất thì Trinh nói đó. Cái thứ hai Trinh muốn cho các chị thấy rõ nữa là sao, có những cái sản phẩm khác đôi lúc chúng ta lười để sử dụng thực sự luôn, nhưng mà rửa mặt có ai không rửa mặt mỗi ngày không? Tại sao nó phải bán chạy? Là bởi sao? Người người nhà nhà đều rửa mặt. Đôi lúc các anh chị tắm có thể là không tắm nha, ai dám nói với mình có bữa lười không tắm đâu, trời mùa đông lạnh mà tuyết rơi lùm lụp đó, có thể các anh chị không tắm bữa đó nha. Nhưng mà các anh chị rửa mặt thì Trinh nghĩ đều có rửa hết, phải vậy không? Thật lòng đi, đúng không? Thì Trinh nghĩ hoặc là có một số mình đã phụ nữ, mình thấy có nhiều phụ nữ không có gội đầu, tóc dài không có gội đầu mỗi ngày đâu, hình như cách ngày mới gội ngày nữa, đúng không? Tóc có thể các anh chị cách ngày gội ngày, hoặc là trời mùa đông lạnh quá có thể các anh chị lười các anh chị không tắm, bảo đảm luôn, ai dám nhận không? Nhiều khi không dám nhận thôi, hiểu không? À, lắc đầu kìa, các chị lắc đầu, đúng không? Nhưng mà trời lạnh cống có nhiều khi cũng lười tắm nha. Nhưng mà mình hoặc là các chị đi cắm trại á, mình biết một số các chị đi cắm trại đâu có tắm, đúng không? Đâu có trong rừng lấy gì tắm, nhưng mà rửa mặt, chúng ta thì rửa mặt. Đó là lý do tại sao nó bán chạy. Cho nên nhiều có những cái lý do để bán chạy là tại sao? Bởi vì nó không thể thiếu trong cuộc sống của mọi người. Luôn cả cái này phụ nam phụ nữ đều dùng được, để trong cái đó là lý do tại sao nó bán chạy nữa. Tại có những cái sản phẩm khác là chỉ là
người quan niệm của người khác phải là da là chỉ cái này nói cho vui, cho một số cái chị nào là phụ nam ngồi trong đây mà kêu các chị không rửa mặt á, nếu các mấy anh mà không rửa mặt á là một sai lầm rất lớn. Bộ các mấy anh không có da hả? Bộ mấy anh không già sao, đúng không? Bộ mấy anh không muốn đẹp sao? Thì Trinh không biết nha, chứ bây giờ hả, thì Trinh thấy nam nào cũng mong mình được đẹp hết á, được sáu múi hết á, chứ không có nam nào muốn mình bụng phệ hay da da sệ hết á, đúng không? Có thể là nam đó là nam cổ lỗ sĩ rồi, chứ nam bây giờ ai cũng muốn mình đẹp hết bởi mới thu hút được phụ nữ đẹp chứ, đúng không? Thì cái mình đang nói là cái máy rửa mặt đó là lý do tại sao các chị thấy nó đứng đầu trên thị trường ở khắp mọi nơi. Thứ nhất thì Trinh muốn nói cho các chị điều, bởi vì một cái sản phẩm mà không thể thiếu được là rửa mặt, ai cũng sẽ rửa mặt. Cái đứa nhỏ nó lười lắm nó cũng rửa mặt, nó mới đi ngủ, nhưng mà nhiều khi tắm nó còn không tắm, nhưng mà rửa mặt nó vẫn đi rửa mặt. Người lớn có thể rười lười lắm gội đầu hai ngày gọi một lần, nếu các chị là phụ nữ tóc dài mình biết điều đó, đúng không? Nhưng mà một số các chị còn lười tắm mùa đông lạnh quá không tắm nữa, để mai tắm luôn cũng có thật xong luôn. Nhưng mà rửa mặt mình biết chắc chắn ai cũng rửa hết, và rửa mặt chúng ta phải rửa sáng và rửa chiều. Đó là lý do tại sao nó trở thành một cái thông dụng nhất, dễ bán, dễ dùng, dễ xài, người người nhà nhà đều có thể sử dụng, đúng không? Một cái máy có thể người chồng dùng, người vợ dùng, luôn cả con cái dùng. Dĩ nhiên còn nếu sang chảnh hơn chút thì một người một cái, còn nếu hạ tiện thì một cái cho cả gia đình cũng ok, không sao hết, chỉ là thay đổi cái đầu của mọi người nó khác nhau thôi nha. Một cô để tên con, tên mẹ, tên ra gì đó để khỏi mà dành cái đầu nha. Và nhiều khi cái đầu của mọi người sử dụng cái da nó khác nhau, thì chúng ta có thể thì Trinh nếu mà hà tiện thì Trinh vẫn khuyên các chị sử dụng một cái cũng được, nhưng mà cái đầu thì nên riêng mỗi người một cái cho nó vệ sinh chút xíu nha. Đó, rồi đó là cái Trinh muốn nhắn cái điều à, còn cái điều gì thì Trinh muốn nhắn cho các chị, cái gel mình thấy có rất nhiều người lấy cái gel này để lên chỗ này rồi mới rửa, đó là rất là sai, các chị không để điều đó được, mà các chị cần phải đưa cái gel lên da của các chị. Nhớ nha, thứ nhất các anh chị để cái kiểu này một lâu một thời gian nó sẽ bị ngạt và nó sẽ hư. Các anh chị đưa lên da, khi các anh chị đưa cái này lên á, thì các anh chị đưa lên da các anh chị là thứ nhất các anh chị thoa vô. Thứ nhất là anh xin để nó có cái rửa mặt xong rồi các anh chị đưa lên trong da của mình để nó có độ thẩm thấu. Thẩm thấu lần đó rồi chúng ta mới đưa cái máy lên để chúng ta rửa. Nha, hai cái nguyên tắc. Còn các chị đưa lên đây, các chị để đây là các chị làm sai đi một cái nguyên tắc thì da các chị nó sẽ không có hiệu quả. Cho nên đưa cái đó vào trong kia trước, để chúng ta đưa theo cái hướng này, hướng này, hướng này, rồi sau đó chúng ta bắt đầu mới xây bằng cái máy này. Thì Trinh thấy rất là nhiều các anh chị ở trên video làm, thì sẵn đây mình nói luôn điều đó là các anh chị làm đó là sai nha. Cho nên đó là cái điều Trinh muốn nói. Rồi kế tiếp thì Trinh muốn nói là tại sao nó trở thành một cái nữa là trên mình muốn nói với anh chị là tại sao nó thu hút. Đây là thì Trinh muốn gửi gắm, chúng ta còn mấy phút chị anh Văn hả, 5 phút hả? Dạ cứ thoải mái đi thôi. Không ra thì Trinh, mọi người đang rất là chú ý lắng nghe đấy. Đây nhưng mà phải còn 5 phút em qua rồi. Dạ, còn thoải mái, còn 5 phút nữa. À, còn 5 phút nữa. Say sưa quá. Ok, còn 5 phút thì Trinh muốn gửi gắm cho tất cả hai nhóm người. Nếu các chị là khách hàng, thì Trinh chỉ muốn là các chị rất may mắn để các chị sở hữu cái này. Và một điều Trinh muốn nhắn gửi, nếu các chị là khách hàng, các chị nên quay lại cảm ơn cái người mà chia sẻ cái này cho các chị. Thật sự luôn. Thì Trinh chỉ muốn, tại vì đôi lúc chúng ta nghĩ là mình khách hàng và người đó bán cái này cho mình, và mình cứ nghĩ là ồ tôi đi mua thì người đó phải có cái gì đó tâm lý ngộ lắm. Nếu mình đi ăn ủng hộ, nếu như mình đứng ở trên cơ người khác á, đúng không, mình mua giùm cho người đó, tôi giúp mua giùm bạn ở nha này đó, thì các chị muốn các chị phải nghĩ khác lại nha. Các anh chị nếu các anh chị chưa, các anh chị nên nhắn cho người bạn mình cảm ơn bạn đã giới thiệu cho tôi mua cái sản phẩm này, thật sự luôn á, thì cho nó thẳng với các anh chị đó. Bởi vì các anh chị quá may mắn để sở hữu nó, và các anh chị quá may mắn được một ai đó giới thiệu cho các anh chị cái sản phẩm này nha. Nếu các anh chị còn cái kiểu mà tôi mua giùm, tôi giúp bạn đó nha, thì là một cái sai lầm rất là lớn. Thì Trinh muốn nói điều rõ luôn, thật sự là như vậy. Bởi vì tất cả chúng ta thì Trinh cầm trên tay mà mình cảm ơn công ty Nuxi, thật sự luôn. Bởi vì chúng ta có tiền nhưng mà chưa chắc ta mua được đúng điều đúng, mà đôi lúc Trinh nghĩ là chúng ta cần phải có những cái lòng biết ơn, thật sự luôn, đối với mình lòng biết ơn là tại sao có cái sản phẩm độc quyền như vậy để đáp ứng được cái nhu cầu cho cuộc sống, và chúng ta cần điều đó. Cho nếu các chị có trên tay thì hãy cảm ơn cái sản phẩm tuyệt vời. Hai, cảm ơn cái người nào đã chỉ cho các anh chị mua. Mời người đó uống ly cà phê đi, đúng không? Rồi hỏi là có cái gì hay hay nữa mà của Nuxin nữa giới thiệu cho mình dùng đi để mình khỏe mình đẹp. Hãy cảm ơn cái người đó. Ok, rồi thì Trinh sẽ gửi gắm cho tất cả những nhà phân phối mà các chị đồng hành cùng với Nuxin, là các chị may mắn các chị có cái sản phẩm này, đúng không? Là một cái sản phẩm tuyệt vời để giúp các chị một cái phương tiện để chúng ta đi kinh doanh.
chúng ta cầm một cái đồng hồ, một chiếc xe đẹp, vân vân, nó chính là cái gì? Nó chính là một cái tiêu sản. Nhưng mà khi chúng ta cầm cái này lên, nó là một tài sản tuyệt vời nhất, một công cụ tuyệt vời nhất để chúng ta có thể làm demo cho khách, để hướng dẫn cho khách sử dụng và họ mua. Và từ đó các anh chị có một cái hệ thống ở khắp mọi nơi chỉ qua cái sản phẩm Lumispa. Thì đây nữa là cho những anh chị khách hàng, thì Vinh sẽ nói điều này thôi. Rửa mặt, chúng ta sẽ rửa mặt, cái bánh răng chúng ta sẽ rửa ra, cái bánh răng hay là tất cả mọi thứ chúng ta dùng. Thì đây là thì Vinh gửi gắm hơn cho tất cả các anh chị đang lắng nghe chương trình này. Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21, cái ngành công nghiệp 4.0, tất cả mọi thứ nó đều phải có sự thông minh ở trong đó. Chúng ta đi tắm, chúng ta dùng gội đầu, kem đánh răng, sữa tắm, chúng ta đều dùng hết, anh chị đồng ý thì chính không? Vậy đôi lúc chúng ta cần phải suy nghĩ tới là ai có tiền từ cái ly này. Thì bây giờ thì chính luôn luôn suy nghĩ điều đó. Thì chính cầm cái ly này mình mua ngoài Starbucks, thì cái người đứng bán ở Starbucks có tiền từ cái ly của thì chính, hay là vô siêu thị cái cô bé tính tiền cho mình có tiền từ, bởi vì họ trả lương được cái ly này. Cái anh mà chất cái ly này lên kệ cũng có tiền, đúng không? Rồi cái người mà mang cái kho hàng đó tới cái tiệm đó cũng có tiền, hay là cái chủ cho thuê cái chỗ miếng đất đó cũng có tiền, và tự mình là người khách hàng tiêu dùng, rõ ràng là như vậy luôn. Nhưng tới thời điểm thì chính đang nói là chúng ta sống ở ngành công nghiệp 4.0, các anh chị cầm cái gì trên tay, các anh chị phải hỏi nó là tôi có lợi gì từ cái xe, từ cái này tôi đang dùng. Điều đó thì chị muốn các anh chị hãy làm điều đó. Luôn cả chị đi uống cà phê Starbucks bây giờ có trường hợp không? Dùng cái thẻ thành viên đó, mấy ly là được ly một ly miễn phí. Còn chỗ nào thì chị đều hỏi đó, tôi uống tôi có lợi gì chỗ này không? Thì tôi mới uống tiếp. Thì y chang thôi. Các anh chị dùng cái răng của cô gái, các anh chị có lợi gì không? Không, các anh chị qua ra qua mạc, các anh chị mua cái răng cô gái, hay là các anh chị mua cái gì không biết, qua mạc trả tiền cho cái người siêu thị, các đứng đó có tiền, đúng không? Tất cả mọi thứ, nhưng mà không có tiền. Nhưng mà cái bánh răng của Nu Skin mình dùng, mình lại có tiền từ sản phẩm của mình. Cái máy rửa mặt rửa cho sạch mà mình có tiền từ cái máy rửa mặt của mình, thì đó là một cái xu hướng mà chị muốn gửi gắm cho tất cả những anh chị nào là khách hàng. Hỏi cái người bảo trợ, ê, nghe thì Trinh nói là rửa mặt có tiền, vậy chỉ cho mình rửa để làm sao có tiền đi. Thật sự thì Trinh nói cái gì á, rửa mặt có thể có tiền. Còn nếu các chị là những nhà phân phối thì Trinh chỉ nói các chị là các chị may mắn, các chị hãy sử dụng nó để có thể chia sẻ cho nhiều người hơn, lan tỏa những cái điều tuyệt vời nhất đến tất cả mọi người xung quanh. Bởi vì đây là cái xu hướng, là tất cả những thứ mà chúng ta cần phải sử dụng. Rồi, kế tiếp thì Trinh sẽ nhắn gửi một điều cuối cùng để cho các chị đừng có thắc mắc. Đừng có thắc mắc ở trong đây nó có cái gì. Cái gì có cầm cái phone không? Có giờ thắc mắc ở trong cái phone này nó có gì mà nó nhắn tin được không? Không. Phone thì phone, xài thì xài thôi. Ngồi thắc mắc zoom, zoom nó sao sao vậy? Sao tự nhiên người đây người thấy qua bên kia vậy? Thấy là được rồi. Rửa mặt, ở trong đây nó có cái gì mà nó rửa được cái mặt vậy? Cứ xài thôi, đúng không? Các anh chị đi ăn quán phở, các anh chị có vô hỏi quán phở chủ quán, ra đây tôi nói chuyện chút xíu coi, bạn cho tôi biết thịt bò này đến từ đâu, đúng không? Bạn ướp có bao nhiêu độ, đúng không? Bạn củ hành này đến từ đâu, bò này đến từ Ohio hay là đến từ Nebraska, đúng không? Và vận chuyển thế nào, bạn nấu lúc mấy giờ, có không? Không, ngon thì ăn thôi, thích thì chia sẻ cho người khác, thì y chang thôi. Hành hạ cái người giới thiệu cho mình, ở trong đây nó có cái gì, nó làm cái gì điều này, sản phẩm nó có gì, ở trong đây thành phần là cái gì, có cần không vậy các anh chị? Đôi lúc thì Trinh thấy con người chúng ta trở nên làm khó khăn với những người khác. Đơn giản, sản phẩm rửa mặt là rửa mặt, chấm hết. Thì Trinh chỉ muốn nhắn gửi một điều đó cho các chị ha. Rồi, thì Trinh nói nữa là hồi mình nói hoài bởi vì mình nói đến không đến cảm ơn Khoa học gia Thùy Trinh. Cảm ơn Khoa học gia Thùy Trinh rất là nhiều. Đúng là danh bất hư truyền các anh chị và các bạn. Tiếng đồn quả là không sai. Chúng ta thấy đấy, chúng ta được cùng Khoa học gia Thùy Trinh đi từ cấp độ gen cho đến tế bào, rồi toàn bộ cơ thể con người, đi từ phòng thí nghiệm, rồi vào những nơi sản xuất, rồi đi ra ngoài thị trường. Mỗi một bài chia sẻ của Khoa học gia Thùy Trinh là một tài liệu quan trọng, các anh chị có thể lưu trữ vào cái thư viện để mà huấn luyện về sản phẩm, về khoa học công nghệ, và đặc biệt là có thể dùng để mà tuyển mộ phát triển cái hệ thống kinh doanh của mình. Hôm nay chúng ta đã học hỏi được rất nhiều điều từ công nghệ AgeLock, được chia sẻ một cách rất là dễ hiểu như là hai cái sợi dây dày, và rửa mặt bằng máy Lumispa nó giúp chúng ta tránh được cái việc mà phải cho cái mặt mình vào trong máy giặt, các anh chị và các bạn. Sản phẩm Nu Skin đối với Khoa học gia Thùy Trinh nó không phải là sản phẩm công nghệ khoa học cao, mà nó còn là một phương tiện để thay đổi cuộc sống, để giúp chúng ta trẻ hơn, đẹp hơn và có thu nhập theo hệ thống. Chúng ta cảm ơn Team Lead Khoa học gia Thùy Trinh rất là nhiều, và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những chương trình về sản phẩm vào thứ tư hàng tuần của GIP.
sau. Và ngày mai thì các anh chị nhớ là chúng ta sẽ có một cái Zoom huấn luyện về kỹ năng vào thứ năm hàng tuần. Một lần nữa xin cảm ơn khoa học gia Thùy Trinh và xin mến chào các anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại. Chào cả nhà.